Phải làm cho được. Còn ngược lại của anh đó, anh biết nấu ăn thì em rất là vụng về, tức là nấu được thôi chứ nấu không có ngon. Vậy là khuyết điểm đó. Dạ, khuyết điểm đó. Còn anh nó thích đi du lịch thì em lại ngược lại, em không thích du lịch. Em thích là đi làm về thì cuối tuần hoặc là ngày nghỉ á, của em này em chỉ dọn dẹp nhà cửa, em trồng cây, trồng bông, trồng rau, nói chung là xung quanh nhà em thì toàn là cây bông không à. Ở dưới quê á, tức là em có làm trên đây nhưng mà cuối tuần em mới về. Các bạn đồng nghiệp nói chị Nga sao chị Nga cứ rảnh cứ về hoài không biết mệt hả, nhưng mà em rất là thích, tức là về em nhìn cái nhà em nhìn cây em là em đã thích rồi, em không biết mệt. Rồi có thích cái người bạn đời của mình thích nhậu nhẹt kìa? Dạ không thích. Có chấp nhận không? Nhậu thì cũng bây giờ là đi làm việc thì cũng có xã giao nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. Chứ không thể nào mà nhậu xỉn xong về nhà rồi nằm đó, nói chung là tất cả mọi thứ rồi ói mửa ra, nói chung tất cả mọi thứ thì không thích. Và tuyệt đối là đừng có hút thuốc, tuyệt đối là không được hút thuốc. Em có hút thuốc không? Dạ không chị, chỉ có nhậu thôi. Thì bữa nào vui vui thì cũng được chắc được nửa lít, còn bia chắc được 4 lon vậy. Nhưng mà mình nhậu xong rồi mình có biết đường về không? Biết đường về hay mình có ói mửa gì không? Dạ biết cái đó không chị. Không có nhậu lầy đúng không? Dạ không. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ chung là 3 mối tình. Mối tình đầu chắc yêu đơn phương. Đơn phương? Dạ. Mối tình thứ hai thì được 3 năm. Còn mối tình thứ ba? Mình thứ ba tới 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm. Tại sao chia tay? Hai người cãi nhau rồi bạn gái nhắn tin là không muốn quen nữa. Rồi giờ bạn gái đâu rồi? Bạn gái dạy học có An Minh thứ 1. Chia tay lâu chưa? Đã được. Thôi mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, còn tất cả các vị khán giả đang trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Nga, 39 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em đang làm việc tại Bình Thạnh. Công việc em là quản lý về hệ thống chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Rồi mời bạn trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, là chị Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay, chào nhà gái và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trịnh Văn Phúc, hiện đang làm bên xây dựng bên thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vậy là bạn gái là quê ở đâu? Quê ở đâu cưng? Quê mình. Dạ em ở Bình Phước ạ, Lộc Ninh Bình Phước ạ. Bình Phước luôn, vậy là hay quá. Vậy là trên đường em về sẽ ghé qua nhà anh ạ. Mình là quê Bình Phước là huyện nào? Em làm việc ở Bình Phước nhưng mà quê ở... Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng ban đột Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói cho nhau mấy lời. Xuôi mai chiều sông Hồng Đông, tim chẳng kịp tới chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, quê ảnh đó. Chào em. Em có yếu điểm gì, có ưu điểm gì? Yếu điểm thì hay thích đi nhậu. Trời ơi. Rồi vợ kêu bỏ nhậu thì có chịu không? Chắc có thể được, giảm được. Giảm được hả? Dân tuần nhậu mấy lần? Thì anh em vui vui thì từng có thể nhậu 2-3 ngày. Rồi giờ mình vậy mình có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là như thích nấu ăn, thích đi du lịch. Rồi mình hỏi bên đây coi nè, bây giờ mình ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em thì nói ít nhưng mà em làm nhiều. Không làm được thì đừng nói. Mà đã làm thì phải là đã nói phải làm cho được. Còn ngược lại của anh đó, anh biết nấu ăn thì em rất là vụng về, tức là nấu được thôi chứ nấu không có ngon. Vậy là khuyết điểm đó. Dạ, khuyết điểm đó. Còn anh nó thích đi du lịch thì em lại ngược lại, em không thích du lịch. Em thích là đi làm về thì cuối tuần hoặc là ngày nghỉ á, của em này em chỉ dọn dẹp nhà cửa, em trồng cây, trồng bông, trồng rau, nói chung là xung quanh nhà em thì toàn là cây bông không à. Ở dưới quê á, tức là em có làm trên đây nhưng mà cuối tuần em mới về. Các bạn đồng nghiệp nói chị Nga sao chị Nga cứ rảnh cứ về hoài không biết mệt hả, nhưng mà em rất là thích, tức là về em nhìn cái nhà em nhìn cây em là em đã thích rồi, em không biết mệt. Rồi có thích cái người bạn đời của mình thích nhậu nhẹt kìa? Dạ không thích. Có chấp nhận không? Nhậu thì cũng bây giờ là đi làm việc thì cũng có xã giao nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. Chứ không thể nào mà nhậu xỉn xong về nhà rồi nằm đó, nói chung là tất cả mọi thứ rồi ói mửa ra, nói chung tất cả mọi thứ thì không thích. Và tuyệt đối là đừng có hút thuốc, tuyệt đối là không được hút thuốc. Em có hút thuốc không? Dạ không chị, chỉ có nhậu thôi. Thì bữa nào vui vui thì cũng được chắc được nửa lít, còn bia chắc được 4 lon vậy. Nhưng mà mình nhậu xong rồi mình có biết đường về không? Biết đường về hay mình có ói mửa gì không? Dạ biết cái đó không chị. Không có nhậu lầy đúng không? Dạ không. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ chung là 3 mối tình. Mối tình đầu chắc yêu đơn phương. Đơn phương? Dạ. Mối tình thứ hai thì được 3 năm. Còn mối tình thứ ba? Mình thứ ba tới 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm. Tại sao chia tay? Hai người cãi nhau rồi bạn gái nhắn tin là không muốn quen nữa. Rồi giờ bạn gái đâu rồi? Bạn gái dạy học có an Minh thứ một. Chia tay lâu chưa? Đã được 5-6 tháng rồi. Trời ơi, quen 7 năm mà mới chia tay 5-6 tháng. Rồi thí dụ giờ bạn gái quay lại nói anh hay mình quen lại rồi sao? Cái đó chắc không có thể rồi. Có thể hay không thể khẳng định tiếng nè. Không thể chị. Không thể đúng không? Mà cũng quay lộn cũng nhiều lần đó. Rồi để mình hỏi bên đây là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 3 mối tình chính thức. Trong thời gian làm thì mẹ nói lớn tuổi quá rồi, 30 tuổi xong lấy chồng đi. Lúc này em có quen một anh thì em kết hôn lấy chồng, rồi sinh được một đứa con. Nói chung là đang ở cử đó. Thì em đọc được một tin nhắn là bồ nhắn cho anh. Như vậy thì em đã quyết định là em ly hôn. Tại vì mục tiêu em, cái chỉ tiêu em đưa ra 3 yêu cầu phải làm được cho em khi mà kết hôn. Thứ nhất, khi lấy nhau là không xác định vào tiền của gia đình chồng, tiền đình vợ, mình phải tự kiếm ra. Thứ hai là khi anh bánh trả tiền em chấp nhận, nhưng mà đừng có mà có bồ bịch như thế đó. Em nhìn thấy khi em bắt thì một cái thì mình sẽ ly hôn, không nói một câu nữa hết. Dạ cái đó là quy tắc của em. Như vậy có nghĩa là em đã có con rồi? Dạ có một bé được 6 tuổi em nuôi. Em con trai con gái? Dạ con trai. Đó là nói chung là cái đường tình của hai bên nó cũng trắc trở rất là nhiều. Đúng rồi. Người em gái ha. Dạ anh nghe câu chuyện tình của em đúng cũng trắc trở. Thôi bây giờ mình bỏ hết đi, chúng ta bắt đầu một cái mới. Trong thâm tâm em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là ngay bản thân của anh đó, anh phải làm cho được cái tiền mà anh có thể lo được cho ngược lại cho bố mẹ của anh, lo cho bản thân của anh, và đơn giản anh phải lo được cho em. Nếu như mà em không làm việc anh phải lo được cho em. Được không? Được em ơi. Được. Và điều thứ hai nữa là trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ phải gánh con luôn với em. Được luôn. Gì nữa? Dạ anh có con chưa ạ? Chưa có vợ mà. Mà chưa cưới. Quen 7 năm chưa anh cưới. Anh còn trong trắng. Gì nữa không em? Dạ không. Nói chung là em có một bé trai rồi. Không cần anh hỏi thì em cũng muốn đề cập luôn là em rất là thích một em công chúa. Thích đứa con gái? Dạ đứa con gái. Được không? Anh cũng thích con gái này em ơi. Mà được không? Được. Còn đàn trai muốn yêu cầu gì? Muốn có người phụ nữ như thế nào? Chứ không em không cần gì đổi. Nhưng mà em thích người phụ nữ nhưng mà vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người, và biết cảm thông cho mọi công việc. Khi làm cũng có bữa đi về trễ, về khuya rồi đó, cũng phải thông cảm cho cái người chồng, cái mấy chuyện đó. Chứ đừng có ghen mà đi tối qua ghen anh. Tối ngày đi mèo đi mỡ gì chết em luôn. Em cắt lời tí xíu, tức là anh đi trễ thì ok, tức là alo cho vợ là anh nên đi về giờ đó, hoặc là anh có một cuộc giao dịch, hoặc là anh tiếp với sếp hay tiếp với đồng nghiệp. Nhưng mà cố gắng trong cái cuộc tiếp đó đừng có trên già trong đó. Nói chung đừng có là được. Cái được ok em. Ok luôn ha. Bây giờ hôm nay em gái đi với ai nào? Em đi với em gái, bạn đồng nghiệp, cũng như là tất cả các khách hàng mà chỗ mà em làm việc đó. Em ở đó gọi là ba mẹ. Ba mẹ đã ghé đến và đi cùng với em. Rồi mời đại diện nhà gái. Xin được chào MC Quyền Linh, Hồng Vân và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi là khách hàng thân thương của cháu Nga. Theo như nhận định chung, tôi thấy bé Nga là tính tình chân thật, năng nổ, có sự quan tâm, nhiệt tình với mọi người, thể hiện qua việc làm hàng ngày của Nga, chăm sóc sức khỏe cho các cô chú ba mẹ. Nga sống rất là nội tâm. Còn bạn trai bên đây thế nào? Nhận xét tôi nhận định anh bạn trai ở đây thì ngoại hình thì cũng trung bình đó bé Nga. Thấy nét chân chất. Cái uống rượu thì hy vọng rằng nếu mà yêu thương nhau thì có thể giảm. Chứ mà đòi hỏi bạn mình bỏ thì hơi bị khó. Đó là cái công việc. Hy vọng rằng qua cái buổi tìm hiểu hôm nay, hai bạn cùng nhấn nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu và có thể đi đến một kết quả thật tốt đẹp cho hai bên. Rồi, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Đi với mấy đứa em làm trong công ty. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân. Chào khán giả trong trường quay. Em làm chung với anh Hai Phúc trong công trình, em gọi là anh Hai. Chị yên tâm đi, ổng ít nhậu lắm. Ổng đi nhậu tụi em, ổng nhậu được 2-3 lon là ổng ngưng rồi. Đi mà thí dụ tiếp khách thì chắc cũng không có chân dài đâu. Có tụi em chân dài thôi chứ không có chân dài đâu. Thấy nhà gái có hợp với anh trai không? Dạ, được hả này? Được ha. Rồi, cảm ơn em. Được đến 2 hả? Mở rào. Tặng quà. Rồi em cảm ơn anh. Trời ơi, cái bó quà cũng ăn một phần quà. Dạ đây là có món quà thì chỗ em làm là sức khỏe, cho nên là Với em là sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe thì có mọi thứ. Vâng em. Rồi rung rồi, gặp chúng sấm sét ái tình rồi rung rồi. Em thấy anh có được không em? Em thấy anh thì chững chạc. Anh làm bên công trình thì chắc là nắng nhiều quá chứ là em đã đen rồi, mà em thấy anh đen hơn em nữa. Anh thì khi mở rào ra thì anh thấy những cái lời em nói đó, với lại trước mặt anh là em, thì anh thấy em có là cái mẫu người mà anh cần chọn hay không? Được em. Bây giờ ví dụ mà mình kết hợp với nhau có đứa con gái đó được không? Anh nhậu quá trời, em sợ không có con đó. Sức khỏe. Cho nên em mới suy nghĩ lớn tuổi, em cũng lớn tuổi gần 40 rồi, em mới tặng cái tinh dầu thông để tăng cường sinh khí. Cái đó nếu có thêm càng tốt anh. Em sức khỏe anh còn tốt lắm. Nãy giờ nhìn bạn gái bên kia em có chút rung động gì không? Rung động nhiều luôn anh. Rung động nhiều hả? Em thấy thương cô ấy ở tim đó, thành thật luôn. Thành thật luôn hả? Em thấy em thương cô gái ở điểm nào? Thấy là thích vui vẻ. Rồi bây giờ tiến tới bạn gái, tiến tới mạnh dạn nắm tay bạn gái lên nào. Đó, nói về đi. Lạnh quá à. Nắm hai tay còn rung giờ tim. Xin phép bác cho dạ con xin nắm tay em. Thôi coi chương trình cùng em hát một bài đi, hát bài rất là vui. Để họ cùng vỗ tay với em. Em hát đi, em hát tặng anh đi. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái, cười lên đi cho thoải mái tâm hồn, cười lên đi cho người ta thoải mái tâm hồn, ta hãy cười lên đi ha. Cười đi sống nhìn đi chứ vậy. Bây giờ đố anh dám ôm cổ con gái đó. Chặt vô thử coi. Thấy sao? Ấm lắm anh. Rồi, được rồi, về chỗ đi nào. Rồi giờ đếm nha, sau 3 tiếng đếm á, cảm thấy là không thể không bấm được thì bấm nghe. 1 2 3. Cái cú ôm sau cùng của ông Quyền Linh á là làm cho cô này cô bấm đó. Hứa đi, anh hứa gì đó? Hứa sẽ ghé thăm em thường xuyên. Những gì anh hứa sau này anh sẽ làm hết sức. Mình gán kiếm hai bả đơn gái này em. Dạ, xin phép gia đình nhà gái cho anh được không nha. Quyết liệt nào. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Cảm giác nó còn hơi rung. Hơi rung, làm lại cái nữa cho hết rung thôi. À, làm lại cái nữa coi. Bên nào anh? Mạnh lên hai bên cũng luôn. Được. Mạnh lên miết vô. Hết rung chưa? Còn chút xíu nữa. Còn nữa hả? Trời ơi, này là An Giang nè, này là An Giang nè, rung hoài. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 5 đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi chúc các bạn hạnh phúc. Đó, tới đây đưa cho nè. Nhớ lấy thuốc rồi về uống kìa. Đó. Rồi qua đây cúi chào một cái. Rồi. Đi thẳng vô ghế ngồi tâm sự.